Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái bài tập luyện ngón cơ bản. Tuy nhiên nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong việc là chúng ta tách các ngón này ra. Tay trái các bạn tách các ngón và giúp nó độc lập. Thế nào là độc lập? Độc lập ở đây là tức là khi các bạn muốn đánh ngón nào là các bạn bấm vô các bạn đánh được ngay và nó không bị phụ thuộc bởi một cái ngón khác. Thông thường các bạn có thể kiểm tra thử bằng cách là chúng ta bấm thử cái nốt solo á, bạn đánh cho nó đầu bằng ngón giữa hoặc ngón út, rồi bắt đầu thí dụ ngón ba nhảy lên ngón một. Nếu mà các bạn đánh vào vòng một cách nó tự nhiên, nó không bị vướng víu thì ok. Nhưng mà đa phần các bạn mới tập thì nó bị trường hợp là để đánh các ngón áp út hoặc ngón trỏ thì các bạn phải đánh một trong hai cái ngón này trước. Gọi là phụ thuộc, bởi vì các ngón về phía sau này chúng ta bị nó yếu, do đó các bạn giống như khi các bạn bấm vào thì bạn phải nhấn cái ngón này trước, xong rồi bạn mới lấy đà bạn bấm mấy cái ngón kia được ha. Thì bài tập này nó cơ bản như sau, mình đánh một lần xong rồi mình diễn giải chậm lại cho các bạn xem nhé. Các bạn có thể bắt đầu tại đây, mà cái máy quay mình để ngay giữa cho các bạn dễ, hoặc là các bạn muốn tập ngay ngang số 5 để cho nó bấm nhẹ nó đỡ hơn, tùy thôi ha. Rồi bài tập nó như sau. Đánh ngược lên. Rồi, chúng ta thấy là có chiều đi xuống và chiều đi lên. Thì chiều đi xuống từ dây 6 xuống dây 1 thì nó như sau. Chúng ta chia cái 4 ngăn ha. 4 ngón tay chúng ta để 4 ngăn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đánh là 1 3 2 4 nha. Đánh như sau. 1 3 2 4 và các bạn phải nhấc các ngón tay lên hết nhé, chứ chúng ta không đánh giống như 1 3 chúng ta giữ ngón 1 mà chúng ta đánh ngón 3, không, các bạn phải nhấc lên từng ngón hết. Nhưng mà khi nhấc lên làm sao nó càng hở cách cái dây càng ít càng tốt, chứ không phải là bạn đánh như thế này không được nha. Các ngón nó hở như vậy, các bạn thấy cái tay mình đánh nó cách cái dây rất là ít ha. Đó, như vậy là ngón này mình đã dễ nhấc lên rồi nha. Các bạn cứ điểm 1, 3, 2, 4 và đánh tương tự như vậy ha. Tay phải mình đánh alternate picking hết, một phím xuống, một phím lên. Đây, nó như thế này. Cứ như vậy các bạn có thể đánh trên khắp các cân đàn theo kiểu như vậy, 1 3 2 4 ha. Rồi bây giờ từ dưới 1 3 2 4 thì bây giờ từ dưới các bạn đánh lên thì các bạn đánh phải là 4 2 3 1. Nhớ nha, 4 nè. 2 3 1. Tương tự các dây khác thôi. 4 2 3 1 và các ngón tay các bạn cố gắng làm sao nếu khi bấm xong rồi cách xa cái dây thì chúng ta thật là gần cái dây, càng gần càng tốt ha. Cứ như vậy các bạn cứ tập chậm cho quen dần dần thì các bạn thấy là cái ngón tay của bạn nó dần độc lập ha, và nó giúp cho các mình tách ngón nó cũng rất là tốt. Rồi nếu các bạn thấy hữu ích hãy like share comment clip này và có thể vào kênh YouTube của khoa Guitar for Freedom, có rất nhiều các bài giảng về guitar thùng, guitar điện, kỹ thuật solo, kỹ thuật dùng phím ha. Rất ít các người hướng dẫn ở Việt Nam hướng dẫn các bạn cách sử dụng phím khi đánh đàn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.